Hi, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ của mình Rất vui được gặp các bạn thông qua video ngày hôm nay Thì lời nói đầu tiên cho mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là một cái mẫu xe Đó là dòng Yamaha râu S các bạn với hai cái màu Một cái màu xanh riêu và một cái màu xanh nhám các bạn Với hai cái tông màu xanh cũng là màu xanh nhưng nó khác hoàn toàn về cái màu sơn các bạn thì ở dòng phi râu thì mình thích nhất về cái cách trang trí cũng như cái ngoại hình các bạn được thiết kế hoàn toàn mới khác với mọi cái xe khác các bạn tất cả các dòng xe ra như Navit hoặc Novo thì dòng Yamaha phi râu một cái dòng xe ga hoàn toàn mới các bạn được thiết kế một cái sự thon gọn cũng như những cái tính năng hiện đại giúp người sử dụng một cách tốt nhất và nhiều cái tính năng tối ưu để cho người sử dụng các bạn các bạn thấy không một cái sự bố trí giữa cái đèn pha cốt chung với một cái dải đèn à, nằm ở cái phần dưới mặt nạ các bạn còn phần đầu trên chỉ là phần cái ốp đầu không có đèn các bạn Thì, được dời cái phần đèn xuống dưới phía mặt nạ thì nó tích hợp chung giữa đèn pha cốt và đèn sương mù chung một cái khối pha đèn với một cái hình là chữ V uốn cong cực kỳ là tinh tế và đẹp các bạn. thì ở cái phần đèn pha thì nó gồm ba học các bạn, hai học đèn pha nằm trên và một học, hai và... học đèn có nằm trên chứ một học đèn pha nằm dưới. các bạn, một cái động cơ uh, berylco một trăm được uh, tích hợp nhiều cái công nghệ như ổ phá xịn cây, chế độ start to là uh, chế độ tắt máy 3 giây các bạn. À, tìm xe trong bãi hoặc à, ở cái dòng phi râu mình thích nhất nữa được gì? một cái tính năng nữa là được trang bị phanh ABS các bạn một mẫu xe ga à, với một cái mức giá tầm trung nhưng mà được, có được trang bị phanh ABS cực kỳ là an toàn cho các bạn sử dụng phanh luôn kêu các bạn muốn thắng gấp luôn thì ở cái dòng phi râu thì các bạn đã biết rồi à, cũng được à, về cái ngoại hình đi các bạn à, một cái sự thon gọn với à, một cái à, hộp như hộp chứa đồ nè cốp cốp yên cực kỳ là rộng luôn các bạn sàn để chân cũng rộng rãi thoải mái cho các bạn có, có thể đi xa mình có thể để uh, một cái ba lô trước uh, để mình uh, cái, cái 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 góc ngồi các bạn để chân cực kỳ là thoải mái luôn đó, các bạn thấy không một cái thiết kế hoàn toàn mới uh, của Yamaha đó là dòng uh, Yamaha Firoet với một cái màu sơn cực kỳ là mới lạ và đẹp mắt luôn các bạn thì mình cũng nói về cái fan uh, cho các bạn tham khảo nghe thì hệ thống chống bó cứng phanh ABS à, cơ cấu à, phanh điều khiển bằng điện tử các bạn có tác dụng ngăn ngừa việc cứng bánh trong tình huống mình phải khẩn cấp các bạn hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm à, để khi các bạn tăng độ an toàn cho người lái khi điều khiển xe với một cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS à, tự động à, nhấp giúp các bánh xe các bạn không có bị bó cứng các bạn thì ở dòng xe Firo cũng được trang bị thêm một cái cổng sạc mười uh, 12V tiện lợi uh, trang bị trên uh, xe các bạn giúp uh, các bạn có thể uh, sạc uh, những cái thiết bị điện tử khi các bạn di chuyển ở cái quãng đường dài nhé. ở dòng phi go thì cũng được trang bị lớp không uh, xâm các bạn còn gọi là vỏ không ruột á lớp lớn luôn cho các bạn di chuyển đôi khi mà mình có thể lụng bánh hoặc là uh, chỗ những chỗ không có mà tìm sửa xe, xe các bạn có thể uh, chạy được luôn nhé thì ở dòng phi rau thì tháng trước chỉ là tháng một quyết tông nhưng mà nó có được trang bị thêm là phanh ABS các bạn còn gọi là phanh điện tử nó cực kỳ là an toàn cho các bạn luôn các bạn thấy không? một cái sự thiết kế hoàn toàn mới giữa cái pha đèn các bạn thấy không? một cái hình công chữ V cực kỳ là là tinh tế luôn tích hợp đầy đủ các hốc đèn ở trong một cái khối đèn luôn và vừa là đèn siêu mù hai cái học trên là đèn pha cót và một cái dưới là đèn pha các bạn một cái thiết uh, kế mới hoàn toàn của Yamaha thì ở phần đầu trên các bạn thấy không ở chống lỏng không có đèn cho nó tạo cái sự thể thao cũng như sự tinh tế cho dòng giảm uh, hà phi gông thì ở dòng phi rau thì cũng sử dụng là mặt đồng hồ lcd với một cái bố trí đồng hồ là hình chữ y các bạn hiển thị đầy đủ các tính năng như là đèn báo thì nằm uh, hai bên uh, hai bên dãy tay trái và bên phải còn ở chính giữa mà hình LCD đảm nhiệm là như là báo xăng, km và cũng như là giờ các bạn. Đó. Còn ở bên tay trái của mình là nút có pha, xin nhan và nút còi. Còn bên tay phải của mình là nút uh, chế độ tắt máy uh, tạm thời 3 giây các bạn và ở dòng Figo là tắt mở đèn các bạn. Và một nút nữa là nút uh, khởi động động cơ. Thì ở dòng Figo mình thích một số tính năng nữa như trên uh, dòng xe Yamaha Figo thì cái nắp bình xăng được thiết kế bên ngoài các bạn nằm ở vị trí phía trước đầu xe song song với cầm ô khóa việc à, đổ xăng trở nên tiền lệ và dễ dàng à, hơn bao giờ hết các bạn khi người dùng có thể mở nắp xăng bằng một nút bấm không cần xuống xe hoặc mở cốp thiết kế à, của chiếc nắp bình xăng an toàn cho người sử dụng và tối xỉu hóa rủi ro có thể xảy ra đặc biệt khi các bạn chuyển à, trong Uh, môi trường đô thị đông người các bạn. Đó, một cái sự mới hoàn toàn. Thì ở dòng Vigo thì mình thích ở cái phần yên sau cũng được à, làm một cái yên to cho các bạn ngồi có cảm giác kỳ là thoải mái luôn. Đó các bạn thấy một cái sự bố trí à, tem hoàn toàn mới của dòng Yamaha dòng Vigo. Thêm một cái tính năng nữa mà giúp tiết kiệm xăng à, được áp dụng ở trên dòng Vigo là đó đó, là hệ thống à, ngắt động cơ tạm thời các bạn, còn gọi là chế độ tắt máy 3 giây stop to tay các bạn hay còn gọi là hệ thống tạm thời ISS các bạn thì là một cái công nghệ đột phá đặc biệt thích hợp với cái việc đi lại trong thành phố các bạn công dụng chính là của cái hệ thống dừng tạm thời là giúp chiếc xe tự tắt máy sau đó nổ máy xe thì chỉ cần mình kéo ga nhẹ lên thôi các bạn thì điều này sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn hệ thống dừng động cơ tạm thời được trang bị trên một số dòng xe của Yamaha có hai chế độ các bạn. Chế độ tắt bình thường là khi mà hệ thống phát hiện tốc độ xe vẫn ở hoặc dưới 10 km trên giờ trong thời gian dài. Khi dừng xe lại thì động cơ không chạy các bạn. Động cơ chạy không tải khoảng 5 đến 10 giây tùy từ từng xe thì động cơ sẽ tự động tắt và đến khi tái khởi động lại các bạn các bạn chỉ cần dặn tay ra bình thường kích hoạt cho động cơ khởi động lại thôi nha các bạn đó, thì dừng ở trong điều kiện bình thường đó các bạn, các bạn thấy một cái mẫu xe được thiết kế nhiều tính năng cũng như những cái công nghệ được áp dụng trên dòng xe thì ở cái phần xe râu thì đèn hậu sao các bạn thấy được làm một cái khối đèn hậu lớn với đa số cái tín hiệu đèn như là đèn cót và hai cái xi nhan được tích hợp chung với một cái mẫu đèn với một cái là dạ quang bức xạ ánh sáng Nó cực kỳ là tinh tế và hiển thị rõ nét những cái tín hiệu đèn khi các bạn cho người ngồi sau có thể dễ dàng nhận diện được các bạn muốn xi nhan qua trái hoặc phải. Các bạn thấy không? Một cái sự rộng rãi ở cái phần cốp các bạn. Ở dòng xe Vigo thì mình thích nói chung nhiều tính năng được trang bị ổ khóa thông minh nè, cây nè thắng ABS chế độ tắt máy tạm thời mở đổ xăng trước cốp gọng sàn để chân thoải mái một mẫu xe hầu như là hoàn thiện đến mức là tốt nhất có thể cho các bạn sử dụng một cách tối ưu nhất nhé các các bạn ơi nếu mà yêu quý ở dòng dâm ha phi râu với hai cái màu xanh màu xanh riêu và màu xanh dương thì các bạn nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để mình quay nhiều clip mới và nhiều video À, về những cái mẫu xe mới cho các bạn tham khảo để lựa chọn một cái mẫu xe mà mình ưng ý nhất để mình sử dụng một cách bền nhất và hiệu quả nhất nhé cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào